quậy lén. Không quay bây giờ quay nói thiệt luôn mà. Lỡ không cho sao? Giới thiệu các bạn nghe, đây là bà chú đảo Hòn Bờ Đập. Chú đảo Hòn Bờ Đập. Bà kể chuyện nãy giờ kể chuyện quá vui rồi mà mình. Nói kể chuyện ở đây không nói mà nói kể chuyện tâm linh ở bên Hòn Son á bạn á. Dạ. Rồi bà chú đảo kể. Người bỏ xác ở trong cái hang đó đó, đem ra người ta chôn có hai cái lư hương. Nói cho biết ai muốn cần cầu cái gì đó lại đó cầu. Lên lắm. Nếu mà tao đi là mấy bay ăn của mà tao đi này đó. Đâu những cái gì hồi xưa. Trong tay á. Cỏ nó căng mấy ký. Anh chị mấy chị được 3 ký. Anh chị tám. Nhìn con 200.000 sao? Nhìn con đó ngủ như cặp mẹ rồi tao dựng coi. Em dư hồi trăm. Không sao, công chuyện không sao, kể tiếp thôi à. Có nghĩa là cái cá bắt, cá bắt, cá bắt. Cá bắt hay là cá bóng mú? Cá bắt, bóng mú. Bóng mú. Bắt á. Con này là 2.8 kg. 2.8 kg. Quá đã các bạn. Khách mua, khách mua. Anh này mua 3.5 kg. 3.5 kg à. Con là thương 350, 350 là con thương máu đây, con gặp máu lần này lần đầu tiên mới gặp. Quá vui các bạn ha, bà chú đảo vui quá vui. Các bạn cứ du lịch Hòn Bờ Đập. Bà lấy còn sống, bà lấy còn sống, bà đem vô thằng đá rồi chết. Bà lấy mày tính bao nhiêu cái? 350. Không, con dương 350. Cái này muốn nè. 30 kg nha. 350 một ký. 2 kg luôn à. Nghe chỗ Phương Nam nó cũng giá xịn. Tính anh 2 kg rưỡi đi, tao lỡ nói rồi. Ủa cô, vậy cái Hòn Son nó mình cầu được không? Cầu đó, trời, hai người ta tu gọi ngủ xác ngoài đó. Là chết thì là lý đó. Người ta bỏ xác. Là chết là sao biết? Không biết. Vô trong hang ta ở, ta ngầu trịnh bỏ xác. Bỏ xác luôn. Ừ. Rồi ở đây mình ta đem ra khỏi cái hang đó người ta mới chôn. Mà mọi người đó là ngủ tàu ghe đó là người ta kêu, người ta có hay cho biết những cái gì đó, người ta nằm bao linh lắm. Mà mình phải biết là danh giá người ta. Dùng lại giỏi này cái được không? Hả? Bọc sò cò nãy căng nhiêu vậy? 27. Nhiều tiền. Bán ảnh nhiều. 100.000 ký đi con. Bán 350 bán 100 đi. 2 2 2 7. Sợ cò nó khó kiếm lắm á. Chị nhớ. Khó kiếm sợ cò lắm á. Sợ cò á. Cô đó là người nam người nữ hả cô? Nam không hả ông ơi? Nam không hả? Hả? Ừ. Ta người trước người sau một hai năm vài năm chứ không phải là một lượt. Ông này bỏ xác rồi tới hả? Giờ nhậu không nhậu nhậu như tình nó đỡ nhậu vậy. Đó thằng em nào ở đây vĩnh viễn nó nói vậy tao nghe vậy với tao chưa qua mãi tao đâu có biết cái mặt ông đó ra làm sao. Thằng em ở đây kinh nghiệm nó đó nó lớn được mãi á. Nó hoàng mãi á, đậu mãi nó nằm bao thấy hoài à, bởi vì tao mới nói tao chưa đi bển mà tao biết rồi bở là đá đen. Bốc dọc luôn, có cái giếng nước luôn. Là thằng em để tao bên kia luôn. Nếu đem thùng bỏ thùng luôn. Tao chưa có đi. Thùng này á, là chưa bỏ thùng luôn. Làm sao mà vô đây cũng không. Ai ai, ngồi đây ta địa phương ta ra đó ta nằm ta ngủ ta ở đó anh thằng em gửi của tao nha. Nó nói là chắc cứu thằng nó nói là mẹ có. Tin nó không? Hả? Tin thùng nó đá luôn. Nó nói ít khi nào nói là mẹ có thôi. Người thật việc thật mà. Ông ngoại của nó là cánh buồn đen đó. Nó chôn ngay cái cúng ở đây đó. Nó nói tao biết chứ tao mới qua đây mà ba mấy năm làm dưới đi bỏ xác đó là dân ở đây hay là dân đâu? Dân ở đâu? Dân ở đâu á? Dân nó nói chắc cái dân tu hành ăn gian vậy á. Bị gì biết chứ sao? Khi bỏ xác đó là ngồi còn luôn. Ngồi còn xác. Tao mới lấy cái xác đó rồi chôn ngay đó luôn. Chôn ngay đó luôn. Mấy ông xã ra lấy. Lấy luôn. Lấy xác mình chôn bên cổng mới bay cầm nhang vậy mới đây đó, đứa nào nó cầm nhang gì đó, có lương gì đó. Đang vô à. Ngay đó luôn. Đang ngồi đậu vô. Bên cái hang ông ơi, không phải vô trong hang mà bỏ trong hang. Người ta mới đem ra hang người ta đem ngoài. Nhưng mà nghe chôn ở trên đâu đó. Kiểu như lắp đá, đá là luôn. Không có vô, không có cái vụ mà. Ở đó đâu có nhà đâu. Tưởng như bây giờ anh chết rồi tôi đem anh em đây tôi lắp cái đá lại. Rồi chừng nào anh muốn kêu ngủ chừng nào anh cũng hết. Vậy là cái hàng linh á, cái hòn linh á. Linh, thằng em gửi nói chị hai muốn giấy gì qua hòn giấy. Linh lắm, tại vì mấy người ta ngồi tịnh ta bỏ sẵn. Giờ già quá giấy gì nữa giờ trời giấy. Ý người ta nó nấu gì vậy. Giấy cho con giấy chứ chết luôn á.
cũng đã được có tài nguyên ông bà nó tặng cho đúng rồi. Mình ở đây là nói chung là cái đảo này tụi em không phải ai cũng ở mà nữa. Ở chuyện thành cho thì cái ở chuyện thành không cho nữa phải đi. Bảo đảm em nói đây là sự thật. Đúng rồi. Hai nói là sự thật. Người thật việc thật không có giống. Còn ở đây có chuyện thật. Còn nếu như đuổi, nếu mà chuyện thật mà đuổi thì mình là mình có là chủ đảo phải đi. Mình chủ đảo cũng phải đi. Ở là ở. Dù mình có chủ đạo, có giấy tờ, có thế nào cũng phải đi. Ông thần ở đây không cỡ là phải đi. Không đi chết. Cần quá ta. Chết hết cả nhà. Ta nói cái mẫu chuyện này nè, ta nói mẫu chuyện này không lẽ gì bị lên mạng. Chứ thành ra là ở bên ba cầm đó, là cái bên mà chủ trang đó là cái ông thứ 8. Ông nói cái thằng ở đây nè, một lần là ở đây nó lấy đất cao nè. Bá, sao bá ở đây lấy đất cao. Thì khi mà nó đi đó, nó đi thì nó nói mẫu chuyện này cho ông Tám đó, ông nói vậy nè. Mày đi về bờ má mày chết rồi ở đây á, nó lại đi chiếm đất mày. Mà tao đâu có biết là tôi tưởng mày cho ở đảo ông họ gì, ai ngờ rồi nó nói vậy nè. Tao con lại đây á, giữ đất cho người ta, giống như người ta lấy đất của bà Hai là tao. Tao lấy đất của bà Hai tưởng tôi là mình không biết. Mày nói anh ở đi, tôi cho anh ở, không ngờ là mày giật mày bắt ba tôi ở. Rồi cái một thời gian á, bà Hai ba gam cái nhà kế bên tôi. Thì tôi biết là ba tôi bị gạt à, như vậy thì tôi chưa đi, chưa có tính đi gì hết trơn á. Bà Hai bà có không đuổi vậy chứ mình ở mình nên có nó tốt hơn. Mình cũng nghĩ là người như mình, nhưng mà nó đã chiếm đất mình rồi mà mình kệ mà nó đi. Rồi cái bắt đầu cái nó mới kêu ông ấp với bệnh ông ngực qua nó thấy một cái sổ thần chú á, thấy cái bệnh gì nó thấy luôn sắp nè. Kiểu tôi có sổ thần chú rồi nó sắp kiểu nè. Anh hai mực anh ký giấy đi, tôi ở đây đàng hoàng. Cái ông ấp ông mới nói nè, trời ơi hồi đó tôi không biết tưởng như chị Hai giờ họ có chị. Tôi mới nghe lời ông chủ tịch tôi ký thư. Thật ra tôi đúng rồi, bây giờ chị Hai đó có chị Hai. Chị Hai ở tôi là người hành chính ở đây. Cái bà nói ông phe nào vậy, ông phe nào vậy, kêu ông chồng ông ở bà ông về bên bển đi, ông ấp nhỏ ở bên bán thằng á, ông mực á. Thì cái bà đó đó, con bà bị là cái thằng đuổi, đuổi trên bà, trên nhà, thằng lớn đó, nó ngủ ở nhà, đuổi nó mày phải đi, đất này của người ta, mày phải đi, cái nó không chịu nghe, cái bắt đầu nó đi xuống ghe, nó ngủ, xuống ghe ngủ như bữa sau vậy đó, lâu là khỏi ghe luôn, rồi dỡ nhà đi nữa, nó học cái câu kia, cái nó học lại với tôi. Là cái ông Tám bên bà Chính Trang học lại với tôi. À, xuống, tập. Tôi cũng chưa có tin nè. Đi, về. Ông thần đó, ông lên. Rồi, rồi, rồi xong rồi đó, lên đường nha. Lên đường. Câu chuyện đó, tạm dừng đi, phim nó chưa dứt đi. Rồi, đi đi. Bộ phim này quá dài rồi, bả chiếu tới 3 ngày, 3 đêm. Lần sau ra chơi, kể tiếp. Lần sau ra ở qua đêm luôn. Cô hải sâm là phải 7